Sáng ngày 27 tháng 5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 dưới hình thức trực tuyến từ trung ương đến 63 tỉnh thành phố nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thiết Hùng cùng đại diện lãnh đạo sở ban ngành đoàn thể tham dự tại điểm cầu An Giang. Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thay mặt đoàn chủ tịch đã phát động kêu gọi nhân dân cả nước nâng cao nhận thức và hành động tích cực quyết liệt trong việc tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước chung tay ủng hộ vật chất, kinh phí để cùng các cấp, các ngành và nhân dân phòng chống dịch bệnh. Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đông đảo các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 hơn 600 tỷ đồng. Tại điểm cầu An Giang, ngay sau lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Thiết Hùng cũng đã kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và đã tiếp nhận quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh từ một số doanh nghiệp, tổ chức cá nhân với số tiền ban đầu khoảng 10,4 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương nghĩa cử cao đẹp các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tình nguyện đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, sức lực của mình tham gia ủng hộ phòng chống đại dịch đồng thời đề nghị các cấp quỹ đảng, chính quyền, quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục có các giải pháp tổ chức thực hiện, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tùy theo khả năng của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng đảng, nhà nước thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.